Ô, bơ này ngày mai mình giao, giờ mình gọt mình ăn thử, nhìn nó ngon ghê luôn ha. Bơ này thịt không luôn ha, rất là béo lắm luôn á. Trái nào cũng như trái nấy luôn. Ba trái một cái hai. Ba trái là 1 ký. Cái hai. Ký mấy? Chỉ lột cái vỏ ra là Bơ thịt không thịt luôn. không luôn. Đúng rồi, cái này. Chuẩn bị sáng giao nhờ gọt ra test thử trước khi giao Bao luôn. bao luôn ngon Trái thiệt. nào nãy lấy tao không có được đẹp đó, mới còn ngon gì. Ừ, mấy trái kia nhìn nó ngon hơn ha, mà này cũng ngon rồi mà. Nè, xẻ ra thử nè. Wow, hấp dẫn quá, hàng thật luôn, thật không luôn ha. Ô, ngon thiệt. Thịt xác luôn. Cái Này này dự nãy mấy lạng ha? hình như Cái này là trái nhỏ nó ngon 300 luôn. gram. Cái này nha, hồi Rồi. nãy không phải lấy trái bự. Rồi này bên này ngon. Xác luôn. Trái 300 gram này ăn hai người luôn hả? Sai sinh tố. Xem nó hơn đó. Hay là đậm đặc Hai luôn. người là đậm đặc luôn. Bên này không cần phải cho đường, cho miếng sữa đặc với sữa tươi vô, ít Nó thôi. béo sẵn rồi, giờ cho ít sữa thôi. Cái hộp nữa nè. Nhìn ngon mọi người. Quá hấp dẫn luôn. Chưa nha, chưa chưa, từ từ.